Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tàu hỏa tôm xe con biến dạng rồi kéo một đoàn dài. Chiều 30 tháng 8, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tai nạn đường sắt giữa tàu hỏa với xe con khiến một người bị thương nặng. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tàu hỏa chở hàng số hiệu HH5 chạy trên tuyến đường sắt Bắc Nam hướng thành phố Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến lý trình km 1534 thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận thì tông vào xe con biển số 86C151 khi chủ phương tiện có băng qua đường sắt. Tàu hỏa tiếp tục đẩy xe con này một đoạn mới dừng lại, cú tông mạnh làm chiếc xe con biến dạng, tài xế mắc kẹt trong xe. Tài xế lái xe con sau đó được đưa ra ngoài và cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng gãy một tay một chân. Cơ quan chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, giải tỏa khu vực tai nạn. Trước đó vào chiều tối mùng 7 tháng 8, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nỗ lực khắc phục sự cố tàu hỏa bị trật bánh tại km 720-950 thuộc khu gian cầu 2, Chùi ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự cố xảy ra vào khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày. Vào thời điểm trên, tàu khách số hiệu SE2 chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội khi đến vị trí trên thì toa A 31490 nằm ở cuối đoàn tàu xảy ra sự cố trật bánh ở trục 1 và 2 ra khỏi đường ray. Đoàn tàu SE2 ngay lập tức dừng khẩn cấp, không ảnh hưởng tới người đi trên tàu. Vị trí xảy ra sự cố cách ga cầu 2 tầm 4 km về phía nam. Các đơn vị chức năng đã tiến hành tách toa bị sự cố để đoàn tàu còn lại tiếp tục hành trình, đồng thời huy động phương tiện nhân lực nỗ lực khắc phục sự cố bằng cách kích toa để điều chỉnh lại bánh trúng đường ray, rồi di chuyển tàu gặp sự cố về ga gần nhất nhằm thông tuyến. Trước đó vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7, tàu SE11 hành trình Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh khi di chuyển vào vị trí N10 thuộc ga Lăng Cô để tránh tàu SE4 thì bị trật bánh 4 trục nghiêng 45 độ ở hai toa xe 11725 31591 nằm ở vị trí thứ 10-11 trong đoàn tàu. Nhân viên điều độ phát lệnh phong tỏa khu gian Lăng Cô, Hải Vân Bắc để tổ chức cứu viện. Nhân chứng kể lại khoảnh khắc vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe bán tải ở Đồng Nai. Tối 28 tháng 7, người dân sinh sống dọc tuyến đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bàng hoàng trước vụ tàu hỏa va chạm với ô tô bán tải tại nút giao đường sắt với đường Phạm Văn Thuận, khiến 5 người thương vong. Chứng kiến sự việc, anh N, ngụ thành phố Biên Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại. Khi tàu đến gần, nhân viên gác chắn tại chốt đường sắt đã hạ đủ 3 gác chắn và chuẩn bị đón tàu. Thấy ô tô bán tải đang lao ra từ trong hẻm, hẻm giao cắt với đường sắt nhưng không có gác chắn. Nhân viên trực chốt thổi còi liên tục và ra dấu hiệu dừng xe, nhưng xe bán tải vẫn tiếp tục di chuyển, dẫn tới vụ tai nạn thương tâm. Theo anh N, diễn tiến sự việc diễn ra quá nhanh. Lúc va chạm, ô tô đã đi qua đường ray xe lửa gần hết thân xe. Tài xế cố lái khi đã có chuông reo, thiếu quan sát xung quanh. Trong khi đó, chị T, nhân viên quán ăn trên đường Phạm Văn Thuận, cho biết lúc đó khoảng 21 giờ, chuông báo hiệu tàu chuẩn bị qua đã reo, gác chắn khác đã hạ. Tàu gần đến rồi, nhưng ô tô vẫn bất chấp vượt qua. Khi tàu gần qua hết đường ray thì va chạm vào đuôi ô tô, chiếc xe xoay vòng, tông vào người nhân viên thu gom rác, tài xế bị hất tung ra khỏi xe. Thời điểm va chạm, có một bé trai ngồi sau thùng xe bị tàu hất văng về phía trước hơn 50m, không qua khỏi. Khung cảnh hỗn loạn, hầu hết các khách hàng đang ăn hủ tiếu, hộp vịt lộn gần rào chắn đều tháo chạy. Trong khi đó, nhiều người dân khác thấy xót xa khi sự việc xảy ra và lắc đầu cho rằng tài xế chạy ẩu quá. Ngày 29 tháng 7, cơ quan chức năng đã xác định danh tính hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đường sắt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là anh LMT, 23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương và em NVV, 13 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28 tháng 7. Tàu hỏa SNT5 do lái tàu DHH, 33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Nam, thành phố Long Khánh đi thành phố Biên Hòa. Khi đi tới vị trí đường ngang giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận, tàu va chạm với xe bán tải do ông VVK, 49 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa điều khiển, đi từ đường hẻm không có rào chắn thuộc phường Tân Tiến, cặp theo đường ray. Trên xe bán tải lúc này có 4 người gồm ông VVK, chị MPP, 42 tuổi,
em NVV, 13 tuổi và bà NTU, 55 tuổi. Do cú tông mạnh từ tàu hỏa nên xe bán tải văng vào xe rác ngay trước vị trí cổng chào hẻm 1613 và 1615, khu phố 3, phường Thống Nhất. Vụ tai nạn khiến anh LMT, 23 tuổi, nhân viên thu gom rác và em NVN không qua khỏi. Ba người còn lại trên xe bán tải đã được người dân đưa đi cấp cứu. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xác minh nguyên nhân sự việc. Tại hiện trường, nút giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa có 4 hướng lưu thông. Cơ quan chức năng chỉ đặt gác chắn 2 hướng đường Phạm Văn Thuận và một hẻm vào chợ dân sinh phường Thống Nhất. Hẻm còn lại, giao cắt với đường sắt không có gác chắn, ô tô bán tải lưu thông từ trong con hẻm này ra và xảy ra vụ việc. Cú va chạm mạnh với tàu SNT5, phần đầu ô tô bán tải biến dạng, nắp bét, túi khí chỗ ghế lái bung ra. Nhiều mảnh vỡ của xe văng ra khiến một số người đi bộ gần đó hoảng sợ, tìm cách thoát thân. Về sức khỏe nạn nhân, phía Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa vào tối 28 tháng 7. Trong đó, trường hợp bé trai đã được gia đình đưa về. Hai bệnh nhân còn lại đang điều trị là bà NTU nhập viện trong tình trạng lơ mơ, các vết thương ở vùng hàm, mặt. Bệnh nhân được sơ cứu đặt nội khí quản, khâu vết thương, làm các xét nghiệm cấp cứu ban đầu. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy bệnh nhân bị dập não, tụ máu dưới màng cứng. Đến sáng 29 tháng 7, bệnh nhân còn thở nội khí quản, được chuyển lên khoa ngoại thần kinh điều trị tiếp. Bệnh nhân thứ hai là ông VVK, tài xế xe bán tải, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết thương phần mềm, nông vùng mặt, chấn thương vai trái, đau cổ chân phải. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm cấp cứu ban đầu, chụp CT sọ não, X-quang cẳng chân, khâu vết thương hàm mặt, kết quả xét nghiệm ethanol máu bằng 0, test các chất gây nghiện cho kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển lên khoa chấn thương chỉnh hình với chẩn đoán gãy xương đòn trái, gãy mắt cá ngoài cổ chân phải, vết thương phần mềm hàm mặt. Riêng bệnh nhân MPF bị thương nhẹ đã được về nhà sau khi sơ cứu ban đầu. Vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người tử vong vào sáng 25 tháng 7, xe trước bị xe sau tông. Chiều 25 tháng 7, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu về vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, tại km 1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 11, xã Đắk Rô La, huyện Đắk Mưu, tỉnh Đắk Nông, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50H05881 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R09511 do anh Hoàng Văn Nghĩa điều khiển đang lưu thông hướng Đắk Nông, Đắk Lắk. Lúc này, xe đầu kéo do anh Nghĩa điều khiển đã tông vào xe container mang biển kiểm soát 50H45000 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 61R01688 do anh Nguyễn Sĩ Trường điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe container do anh Nghĩa điều khiển mất lái lao vào 5 nhà dân bên phải đường theo hướng di chuyển. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ là cháu Hoàng Minh Giờ, sinh năm 2009 và cháu Hoàng Minh Quy, sinh năm 2000. Ông Nguyễn Bá C, sinh năm 1967 bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Một người khác bị thương và hư hỏng 5 nhà dân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Công an huyện Đắk Mưu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cứu hộ, điều tiết giao thông. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ, thăm hỏi, động viên người bị nạn, gia đình nạn nhân tử vong và chỉ đạo điều tra vụ tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra 2 tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy, 2 container vẫn còn hạn kiểm định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!